Rồi, xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm 2024, năm học 2024-2025. Môn toán 6, thời gian 90 phút, đề gồm hai trang của trường Trung học cơ sở Vạn Phúc, quận Hà Đông. Rồi, ta sẽ đi vào. Đề này gồm có hai phần trắc nghiệm 2 điểm, gồm có 8 câu và tự luận 8 điểm, gồm có 5 bài. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Ta sẽ đi vào câu số 1. Câu số 1 như thế nào? Trong tập hợp các chữ cái trong cái cụm từ hạnh phúc là hạnh phúc thì nếu là đầu tiên chữ H này. Đó, chữ A là chỉ viết một lần thôi. Cái nào trùng viết một lần, chữ N H trùng là viết một lần, chữ B. Rồi sau đó tới chữ H trùng, chữ U là chữ C. Đó. Như vậy ta sẽ chọn đáp án là A H N V là đáp án D đó. Nó viết ngược lên tí xíu thôi. Rồi, còn mấy kia không phải ha. Ta đi vào câu số 2. Khẳng định nào sau đây đúng? Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 là sai. A là sai vì chia hết cho 9 chưa chắc chia hết cho 3, vì số chia hết cho 9 chưa chắc chia hết cho 3. Ví dụ. Xin lỗi, số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 đúng. Xin lỗi, A đúng nha. A đúng. Rồi, số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9 là B sai. Vì chia hết cho 3 chưa chắc chia hết cho 9. Ví dụ nè. 6, đúng không? Chia hết cho 3. Nhưng 6 không chia hết cho 9. À, 6 là chia hết cho 3. 6 chia cho 3 nè, bằng 2 là chia hết. Nhưng mà 6 chia cho 9 là bằng 0, dư mấy? Dư. Thôi mình lấy cái số cụ thể là 12 đi. 12 chia hết cho 3 được bằng 4. 12 chia cho 9 được là 1, dư 3. Đó. Rồi, câu C. Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 2 là sai. Vì số tận cùng bằng 5. Không chia hết cho 2. Câu D. Số có chữ số tận cùng là 9 thì chia hết cho 9 là sai. Vì số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9. À, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Ta đi vào câu 3. Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác có đó là tam giác đều. Thì bằng nhau thì đó là tam giác đều. À, ba góc hoặc là ba cạnh ha. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Tiếp theo câu số 4. Tập hợp nào sau đây có các phần tử là số nguyên tố? Xét câu A trước. Câu A là sai. Vì 1 không phải là số nguyên tố. Câu B. Có 11, 13, 15, 19, 15 không phải ha. Sai luôn. Vì 15 không phải là số nguyên tố. Câu C. Sai luôn. Vì sao? 49 không phải là số nguyên tố. Câu D là đúng. Giờ chúng ta chọn đáp án là D. Rồi. Câu 5. Số 60 phân tích ra thừa số nguyên tố. Đó, mình có thể dùng máy tính cho nó nhanh. Bấm 60 bằng shift độ nó sẽ 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5. 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5. Đây, chọn đáp án là B.
Rồi. Quốc kỳ Việt Nam có hình gì? Hình chữ nhật. À, hình chữ nhật. Ở trong có hình ngôi sao thì là hình ở trong, tính là tính ở ngoài. Rồi, ta đi vào hình chữ nhật cho nên ta chọn đáp án là A. Ta đi vào câu số 7. Kết quả của phép tính này thì ta sẽ thực hiện lũy thừa trước là 36 chia 3, lũy thừa 2 là 9 nhân 2. Rồi, thực hiện từ trái sang phải, 36 chia 9 là 4. 4 nhân 2 là bằng 8. Rồi, chúng ta chọn đáp án là C. Ta đi vào câu số 8. Trong biểu thức gồm có các dấu ngoặc, nhọn, vuông, đơn thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là đó, là thực hiện ngoặc gì trước, hoặc đơn hoặc vuông rồi mới tới ngoặc nhọn, đơn vuông rồi mới tới nhọn, là chúng ta chọn đáp án là B. Rồi ta đi vào phần tự luận. Bài số 1, tính hoặc là tính hợp lý nếu có thể. Rồi, ta sẽ đi vào câu A. Rồi cái này thì đánh máy nhầm một cái câu C. Rồi, câu A là như thế này. Đây. 18 luôn, 240. Rồi. A là 354 cộng 400 cộng 646 ha. Rồi ta sẽ kết hợp lại nè, 356 354 cộng 646 cộng cho 400 là bằng 1.000. 1.000 cộng cho 400 là bằng 1.400. Rồi ta hoàn thành xong câu A, dùng tính chất kết hợp ha, để tạo ra số tròn nghìn. Rồi ta có, và ta sẽ thực hiện lũy thừa trước. 3 mũ 2 là 9, 2 mũ 3 là 8, rồi ta thực hiện nhân chia trước, 18 chia cho 9 là 2, 5 nhân 8 là 40. Rồi 2 cộng 4 2 là 2 cộng 40 là 42. Rồi ta sẽ đi vào câu C. Rồi. Ở đây ta sẽ thực hiện tính chất kết hợp trước, 27 x 45. 45 x 73 trừ 1.300. Rồi ta đem được 45 ra ngoài, còn 27 cộng cho 73 trừ 1.300. Rồi 27 cộng 73 là ra 100. Rồi 45 nhân 100 là 4.500 trừ 1.300. 4 trừ 1 ra 3, 5 trừ 3 ra 2, tức là 3.200. Rồi ta đi vào câu D. Ta có. Rồi lấy 240 mình chia. Chia cho cái này thì mình sẽ thực hiện là trong ngoặc. Thực hiện là ngoặc tròn trước. Nhưng mà tính ngoài được luôn nè. Vuông là rời nha, là 50 chia 2 là 25. 3 mũ 2 là ra 9. 2 nhân 4 là ra 8. Rồi sau đó ta thực hiện cho mặt tròn trước. Mặt đơn, 9 trừ 8 là ra 1. Rồi sau đó chúng ta thực hiện cho mặt vuông. 25 trừ cho 1 là ra 24. Đó, chúng ta thực hiện trong mặt nhọn. 254 mà trừ cho 24 là ra 30. Vậy 240 chia 30 là 24 chia 3 là 8. Đơn giản số 0 đi. Rồi ta hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 2. Tìm số tự nhiên x biết. Rồi câu A ta có. Lần này muốn tìm x là tìm số trừ. Ta lấy số bị trừ. Trừ đi hiệu 126 chia 58.
Rồi ta dùng máy tính bấm ra 126 trừ 58 nó ra là 68. Rồi vậy x bằng 68. Ta hoàn thành xong câu A. Ta đi vào câu B. Rồi, ta có đây, ta thực hiện bên trái trước. Vậy 48 cộng cho 74 nó sẽ ra là 122. Và ta tìm hay ít, ta tìm số bị trừ, lấy hiệu cộng với số trừ. Rồi tín hiệu cộng với số trừ, 122 cộng 120. À, 122 cộng 120 ra 242. Rồi tìm ít, ta chia, ta lấy 242 chia cho 2. À, rồi ta bấm máy ra, tức là 121 đó. Rồi ra 121. Thì ta kết luận về x bằng 121. Ta đi vào câu C. Rồi ta có ở đây ta sẽ biến đổi cái lũy thừa 3 mũ x, ta ghi lại ở đây là 3 mũ x nhân cho 3 mũ 2 bằng 270. Rồi 3 mũ x ta hiểu như là 3 mũ x nhân cho 1 bằng 3 mũ x, 3 mũ 2 là 9 bằng 270. Ta đem số 3 mũ x ra phía sau, còn 1 cộng 9 nhân 3 mũ x bằng 270. 1 cộng 9 là 10 nhân cho 3 mũ x 270. Thì 3 mũ x bằng 270 chia cho 10. Thì 3 mũ x đơn giản cho 10 còn 27. Thì 27 là 3 mũ 3. Thì x sẽ bằng là 3. Đó, và x sẽ bằng là 3. Rồi ta đi vào câu D. Tìm 3 nhân cho x cộng 1 là bằng, tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu là bằng 96 trừ cho 42, đó là bằng 54. À, tìm x cộng 1 là tìm thừa số, lấy tích chia thừa số kia. Rồi 54 chia cho 3 nó bằng là 18. Rồi tìm x lấy tổng trừ số hạng còn lại, 18 trừ cho 1 ra 17. Vậy x sẽ bằng 17. Rồi ta hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 3. Bài dịp Tết Trung Thu, cô giáo chủ nhiệm muốn chia 36 gói kẹo, 48 gói bánh và 24 lốc nước ngọt thành một số phần quà như nhau để trao tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Khi đó mỗi phần quà có bao nhiêu gói kẹo, bao nhiêu gói bánh và bao nhiêu lốc sữa? Vì cái từ mà nhiều nhất này tức là ước chung lớn nhất đó. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Tức từ bao nhiêu phần quà tức là phần quà. Hỏi số lượng phần quà thì mình gọi đó là chữ x để mình giải ra. Nha. Thì này quá quen rồi, ta gọi x là số phần quà được chia, được cô giáo chia, giáo chủ nhiệm chia x hộp số n sao. Rồi theo đề bài thì ta có đó. Thì x nhớ chia cho 36 cái kẹo chia vô số phần quà thì 36 phải chia hết cho x tại nó có x phần quà mà. À, chia cho x. Rồi 48 gói bánh chia vô x phần quà là 48 phải chia hết cho x. Và 24
lót sữa chia vô ít phần quà lại 24,2 tỷ ít, và ít phải là lớn nhất là nhiều phần quà nhất, cho nên từ đó suy ra ít chính là bằng ước chung lớn nhất của ba cái số đó là 36, 48 và 24. Rồi để tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố. Ta có 36 bằng, vậy chúng ta bấm 36 bằng xếp độ ra 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Rồi 48 chúng ta bấm bằng xếp độ để ra 2 mũ 4 nhân 3. Rồi 24 bằng xếp độ hai mũ ba nhân ba. Từ đó ta mới do đó x sẽ bằng là ước chung lớn nhất của bàn này. Giống thì lấy nhỏ, khác thì bỏ. Vậy hai mũ hai, hai mũ bốn, hai mũ ba giống là lấy hai mũ hai. Ba mũ ba, ba mũ hai, ba với ba giống là lấy nhỏ lấy ba. Vậy hai mũ hai là bốn nhân ba là bằng 12. Đó, ha. X thuộc n sau. Rồi vậy chúng ta kết luận là vậy có thể chia được nhiều nhất. Chia được nhiều nhất là 12 phần quà. Thì nó hỏi khi đó mỗi phần quà, khi đó mỗi phần quà có số gói kẹo là lấy mình lấy 36 mình chia cho 12. Đó là 36 gói kẹo chia cho 12 là bằng 3 gói kẹo. Số gói bánh lấy là 48, mình chia cho 12 là bằng 4 gói bánh. Rồi tiếp theo là 24 lốc sữa, số lốc nước ngọt, lốc nước ngọt không phải sữa nha, là mình lấy là 24 chia cho 12 là 2 lốc nước ngọt. Rồi ta hoàn thành xong cái bài số 3. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 4. Sân trường sinh vật, sân vườn sinh vật của sân vườn sinh vật trường trung học cơ sở Vạn Phúc có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 16 mét và chiều rộng là 8 mét. Câu A nó kêu là tính diện tích sân vườn sinh vật, lấy dài nhân rộng thôi, diện tích sân vườn sinh vật là lấy 16 nhân cho 8 đó là 108 đó. Còn không biết mình bấm máy ra đó, nó ra là 128 nha, 128 đó là mét vuông. Rồi ta đi vào câu B. Nhà trường muốn muốn mua gạch để lát nền vườn sinh vật. Viên gạch hình vuông có cạnh là 0,8 mét. Hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch để lát kính sân vườn sinh vật? Thì muốn biết lát kính sân vườn sinh vật thì mình phải lấy diện tích của sân vườn mình chia cho diện tích của viên gạch. Vậy đây ta sẽ tính diện tích của viên gạch hình vuông là lấy 0,8 nhân với 0,8 cạnh nhân cạnh đó. Rồi chúng ta sẽ bấm máy ra 0,8 nhân với 0,8 nó sẽ ra là 0,64 mét vuông. Rồi chúng ta mới tính là nó hỏi là cần dùng bao nhiêu viên gạch để lát kính sân vườn, thì số viên gạch cần dùng đó, để lát kính sân vườn sinh vật là mình sẽ lấy là diện tích của sân vườn chia cho diện tích của viên gạch, lấy 128 chia cho 0,64. Rồi sẽ ra là 200 viên gạch. Ta đi vào câu C. Gạch không bán lẻ mà chỉ bán theo thùng. Mỗi thùng có 7 viên gạch. Hỏi cần nhà trường cần mua bao nhiêu thùng gạch đủ để đủ lát xăng? Thì mỗi thùng á, có 7 viên. Vậy chúng ta sẽ tính được có bao nhiêu thùng thì chúng ta sẽ chia cho 7. Thì số chia cho 7 nhưng mà có khi nó lẻ.
đúng không? Thì ta có là ta có 100, 200 viên gạch đúng không? 200 viên, 200 chia cho 7 mình sẽ chia có dư đó. 200 chia cho 7, chia bấm chia này nè. À, sẽ bằng là 28 dư cho 4. Vậy là chúng ta phải cần mua, không mua lẻ cho nên chúng ta phải cần mua 29 thùng. Vậy nhà trường cần mua 29 thùng gạch để đủ lát xăng. Rồi chúng ta hoàn thành bài số 4. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 5. Cho A bằng 3 cộng 3 bình cộng 3 mũ 3 cộng vân vân 3 mũ 2024, tìm số dư khi chia A cho 13. 3 cộng 3 bình cộng 3 mũ 3 cộng 3024 nha, tìm số dư A khi chia A cho 13. Vậy mình biết là đây là sẽ như 3 mũ 1. Thì nó có bao nhiêu số hạng? Tổng A có từ 1 đến 2024 là có 2024 số hạng. Vậy mình muốn biết được coi nó có chia hết cho 13, đầu tiên mình sẽ bấm là gì? Một, 3 thì không chia hết cho 13 rồi. 3 cộng 3 bình đó, chia cho 13 cũng không chia hết, bấm thêm một cái nữa là cộng thêm 3 mũ 3. Đó là chia hết cho 13 ha, 39 là chia hết cho 13. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bắt hình 3. 3 bộ là chia hết cho 13, vậy 2024 chia cho 3 nó sẽ bị lẻ. Cho nên ở đây mình sẽ dùng chia cái này nè. Chia cho 3 để bắt hình bộ 3 đó, thì nó dư ra 2 bộ, cho nên người ta luôn luôn tách ra hai cái bộ đầu tiên ra. Đó. Tách hai cái bộ đầu tiên này, hai cái số nhỏ ra đây. A này nè sẽ bằng nào, 3 cộng 3 bình. Mình tách là 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5. À, cộng 3 mũ 6, cộng 3 mũ 7, cộng 3 mũ 8. À, làm nhiều cái cho nó dễ nhìn. À, cộng cho 3 mũ trước 24 thì có hai số là 23 với 22. 3 mũ 2022, 3 mũ 2023, 3 mũ 2024. Thì đây tính là 3, 3 bình là 9. À, thì ta sẽ kết hợp hàng đầu tiên lại đi. Để những cái bộ sau chúng ta để chung. À. 3 cộng 9 thì cái này chúng ta sẽ tách thành là 3 mũ 3 nhân 1 cộng 3 mũ 3 nhân 3, 3 mũ 3 nhân cho phải có số 3 mới chia được đúng không? Vậy mình sẽ tách thành là 3 nhân cho 3 bình phương rồi cộng cho 3 đúng không? 3 mũ 2 mũ 2 lấy 3 mũ 2 nhân 3 mũ 2 rồi cộng 3 mũ 2 nhân 3 mũ 3. Tương tự đây tách thành là 3 nhân 3 mũ 5 cộng 3 mũ mũ 2 nhân cho 3 mũ 5 để cộng cho 3 mũ 3 nhân cho 3 mũ 5 cộng chấm 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 3 mũ 3 nhân cho 3 mũ 2021 rồi cộng cho 3 bình nhân 3 mũ 2021 3 mũ 3 nhân 3 mũ 2021. Đây là 12. Còn đây mình đem số 3 ra ngoài, 3 bình ra ngoài. Còn lại là 3 cộng 3 bình, 3 mũ 3. Đó. Còn này mình đem 3 mũ 5 ra ngoài. 3 cộng 3 bình, 3 mũ 3. Đó. Này mình đem 3 mũ 2021 ra ngoài. Cộng 3 cộng 3 bình. Đó. 3 cộng 3 bình cộng 3 mũ 3. Đây 12 để lại. Còn đây là cái ngoặc này là 3 này. Cộng 3 bình cộng 3 mũ 3. Đã nhân đây là 3 mũ 2 cộng 3 mũ 5 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 2021. Rồi đây 12 cộng 3 cộng 9 cộng 27. Cái này ghi lại. Để đây là 12. 3 cộng 9 là 12, 12 cộng 27 là 39. Thì 39 sẽ chia hết cho cái này.
ta có là sao? 12 không chia hết cho 9. Ờ, 12 cái này là, ta sẽ có gì đây? Rồi, có thằng này chia hết cho này ha. Ta có nè, ba cái này chia cho, ta có A chia cho 13 thì tương đương với nguyên cái cụm này chia cho 13 thì nó sẽ bằng cái gì? Này chia 13 sẽ bằng này đúng không? Đó. Thì nó sẽ bằng là thằng này chia cho 13 thì nó sẽ bằng là 39 chia 13 là 13. À, 39 chia 3 là bằng 13 là bằng 3 nhân với thằng này. Đó. Thì ta sẽ cộng cho 12 dư 12. 12 không chia hết ha, dư 12. Để chơi cho 12 không chia hết. Vậy số dư khi chia A cho 13 là 12. Rồi. Chúng ta hoàn thành xong cái đề này. À. Rồi, thầy xin chào tạm biệt các em.